Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại video mới nhất của mình. Tại Long đang có mặt tại thị trấn Mèo Vạc mọi người ạ. Thì buổi sáng ngày hôm nay là mình có hẹn với em Tính là sẽ đưa con của em ra khám. Hiện tại em Tính đang có ở bệnh viện huyện rồi. Thì mình đang ở trên đường đi xuống bệnh viện huyện đấy mọi người. Bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi. Trời hôm nay thì có khoảng tầm 6 độ thôi mọi người ạ, rất là lạnh. Đấy thì cũng như video ngày hôm qua mọi người biết đấy, mình cũng có vào vận động em Tính à, có nói với em thì ngày hôm nay em mới chịu đưa con em ra khám. Bây giờ thì mình hãy xuống đưa cháu vào trong bệnh viện để khám mọi người, bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc mọi người. Tính với cháu đến đây rồi. Sáng nay ra lúc mấy giờ em? À. Đấy. Rồi Long chờ tí nhá, thằng bác đưa đi vào nhá. Ê Tính ơi ra đây. Đi mua cái gì đấy? Mua sữa à? Ừ, thế anh bảo đấy từ từ đã nhá, đừng cho con uống vội ạ, cho đi vào khám á. Ông sợ tí nữa vào lại gặp bác sĩ sợ quá khóc ấy nhá. Lại ấy, lại chớ ra. Ừ, để đấy. Này cô có khẩu trang thì em có khẩu trang thì em có khẩu trang chưa? Đó, thay cái khẩu trang đi. Bẩn rồi. Đó, bẩn rồi. Đi vào cho bệnh viện rồi nhá, khẩu trang ấy, không có được vào đâu. Đây mình đeo khẩu trang luôn đấy. Cái hai vợ chồng ăn sáng chưa? Ăn rồi. Ăn rồi chứ gì? Ừ. Thì đây em đeo khẩu trang đi vào. Đi bế cháu sang đường đi. Bây giờ là mình sẽ đưa hai vợ chồng em Tính vào trong phòng chữa. Mới. Đây em cũng nhẹ có tiền. Không, có sổ khẩu rồi, chứng minh thư của em đâu. Tên khai sinh là nguyên lấy tên như vậy nên mình Tính đâu mà mình toàn gọi là Tính nguyên lấy tên. Mấy tuổi rồi nhỉ? À, con em là mấy tuổi rồi? Sinh năm 2019 đi. Về đây thì tên. Thế là tên là con tên là Pà đúng không? Vâng. Con bạn này là con gái à? Con gái. Ở đây thì nó xác. Thì con em Tính là cũng chưa có giấy khai sinh mọi người, thì mình sẽ hỏi bên bác sĩ là khám là dịch vụ ngoài mọi người ạ, đó là khám tự nguyện đấy chứ không theo bảo hiểm đấy. Vâng ạ. Có cần cầm giấy gì không chị? Vâng, cảm ơn chị nhé. Phòng khám số 1 ạ. Dắt vào đây. Chồng. Chồng rồi. Khoảng 4 giờ, hai con lớn này. Hai cháu khỏi đi học rồi. Đi học được rồi thì không sốt ở đâu đúng không? Không sốt. Ừ. Sáng nay chờ đi học. Đó lại nhé. Đấy, cháu bé này là phải đưa đi khám chứ không ấy đâu. Lớn như kia thì nó đau ở đâu đâu còn biết nói. Bé này đau.
sau làm sao mà biết nói được. Lớn không rồi. Thế em thì mấy hôm trước nó ốm thì có ăn được không? Thế là anh? Rồi, không ăn được, mua ăn tí sữa nữa cho nó uống. Mua tí sữa uống rồi gì? Khám vâng. Gì? Em đưa em con của em này đi khám. Ốm mấy ngày ở trong xóm. Dạ dạ. Anh đâu? Cái giấy tờ này anh cứ cầm tặng nhé. Khi nào xong thủ tục em đưa ra nhé. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Ở đây phụ mong anh ra cái lấy thẻ gì ấy, chị và hướng lại nhé. Đứng phòng cho mọi người ơi. Cháu đi nhờ thế nào? Con là con lớn là mua Thị Lan sinh năm 2005. Rồi, con trai là mua Mỹ Thành sinh năm 2016. Ôi giời ơi. Hai nhân rồi. Ừ. Hai đứa cách nhau có 1 năm thôi. Hai nhân. Con lớn 5 tuổi, con bé là 2 tuổi. Thế thì hôm trước làm cái giấy khai sinh cho xã ấy, thì bảo như nào? Xã bảo như nào? Giấy khai sinh thì trước đi vào nó xã thì xã hơi làm hai đứa lớn ấy. Ờ, thế đứa bé thì... Đứa bé thì làm sao? Đứa bé phải nộp phạt à? Nộp phạt bao nhiêu tiền? Biết được bao nhiêu thì... Ờ, phải biết giá tiền bao nhiêu chứ. Nếu mà làm chưa là giấy kết hôn thì cũng làm được giấy kết hôn làm thôi. Ơ chứ hai đứa trước chưa có giấy kết hôn thì tại sao vẫn làm được giấy khai sinh? Vẫn làm được mà. Thế mà đứa sau mà không chưa có giấy khai sinh mà chưa có giấy kết hôn thì sao lại không làm được? Thế là ai sai? Là máy nào? Thế bây giờ ngày mai trong tuần này kéo đường điện sau nhá, là em phải đi sang bên Sơn Vĩ đúng không? Được ở Sơn Vĩ đúng không? Sang Sơn Vĩ xin cái giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của hai vợ chồng nhá. Xong quay về xã xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của em nữa, xong là đưa hai vợ chồng lên xã để ký làm thủ tục đăng ký giấy kết hôn, xong là làm giấy khai sinh cho con đi, chứ không để ai được đâu. Đấy, nhìn lên xem nhiều em cấy, 15 tuổi rồi không có được đi học bởi vì không có giấy khai sinh. Không có giấy khai sinh. À, ngày hôm qua còn có một bạn nào nữa mà vợ bạn ấy bị chân bị làm sao, bị lét hết ở chân đấy này. Hôm qua đi qua bảo anh gặp anh với bạn Mạnh thì bảo anh bảo là sáng nay đi khám nhưng mà không thấy ra đi cùng em là sao nhỉ? Nó ấy nên nó đứt giờ sau ấy. Nó đứt không đi cả. Ồ. Thế không đi đâu. Nó tháo anh sẽ. Hôm qua bảo tháo ra nhưng mà vợ không cho tháo thì anh bảo là sáng nay đưa ra viện để nó xem. Nó 6 hôm nữa nó cho tháo rồi. Ôi giời ơi. Bị đứt à? Ừ. Sao nó bảo là bị bỏng? Không phải bỏng. Bé này. À bị đứt từ bé gì? Vâng. Đứt từ bé nhì chứ. Ông qua đấy bảo là bị bỏng thôi, bảo đau chân rồi không đi làm nương được. Nó vẫn đi đường á? À. Không thế cái này để chiều vào làm thang thì ông nhà anh sẽ vào xem cho. Sẽ đi lên trên nhà kiểm tra. Không biết là đứt chỗ nào thì nó đi em đi giày cơ gông. Ừ, suốt ngày thấy đi ủng. Đúng rồi, chắc xấu hổ quá. Đi ủng. Chồng ấy cho không cho thấy. Đây rồi. Bây giờ là hiện tại đang chờ bác sĩ cập nhiệt độ rồi này. Kiểm tra em cháu có sốt cao không? Trừ cân của em đi là ra cân con đó. À, tính vào bế con đi. Đây, ra bố bế rồi con. Đấy, đúng không? Chín cân rồi anh. Đấy là mua thịt bà. Vâng, mua thịt bà đấy ạ. Vâng, nhìn giống con trai gì anh nhỉ? Chứ là chi một thẻ à? Chứ là cái sinh nhỉ?
em vừa ngoài đấy em có điều trị ở kia mà đôi khi là khám ngoài đông ra ngoài vui lắm nặng vần ạ em hộ em đi. Ở đây thì hiệu thuốc nào uy tín nhỉ? Thì cứ ra hiệu thuốc nào uy tín mà. À, còn hiệu thuốc nào uy tín này thì cũng có là hiệu thuốc nào là bán rẻ hơn luôn. chứ còn các thuốc để nó cũng như nhau. Dạ vâng ạ. Lạnh hay là trẻ con uống nhiều lắm. Mắt này chủ yếu là các bệnh tiêu hóa và hô hấp. Vâng ạ. Thì bọn bé lớn rồi thì cơ bộ làm thẻ đi. Mai vào lấy thuốc không mất tiền. Nhưng mà anh cho em hỏi thêm là chưa có giấy khai sinh thì có làm được không? Phải làm giấy khai sinh trước. Đấy, thế hai vợ chồng này lấy nhau thì 6 năm rồi còn chưa đăng ký kết hôn cơ. Không cần đăng ký kết hôn thì bây giờ lại làm theo giấy khai sinh của mẹ. Thì mẹ không có muốn. À, thì được à? Vâng. Cái này em chưa làm rõ thì về em bảo em lấy vào xã làm luôn. Thì mà ở đây thì hầu như đa phần chưa kết hôn. Đúng không? Thì là chỉ có giấy khai sinh mà làm với bên mẹ thôi. Vâng ạ. Là được như thế. Thì tí là khám xong thì đầu chiều hai người em vào xã em đưa vợ chồng vào làm luôn, hỏi luôn. Chứ còn nếu mà làm cả hai thì nó hơi khó. Vâng ạ. Thì nó cần có giấy kết hôn thì theo luật thì phải có giấy kết hôn thì mới làm được giấy khai sinh. Vâng. Nhưng nếu mà làm theo mẹ thì chỉ cần có giấy khai sinh của mẹ là được đúng không anh? Ừ. Là mình làm giấy khai sinh có cái tên mẹ thôi. Vâng. Đi xóa trên máy đi, con vừa làm được 80. À vâng, thì em cảm ơn anh nhá. Thế em bắt tay anh. Ôi, cảm ơn anh được. Anh đi chém trước phải em đi trước. Đâu rồi? Dạ. Hai mẹ con. Ok, em đi ra đây. Đâu nào, gia đình đứng ở đây em nào. Anh nhá, bác sĩ kê đơn thuốc ở đây rồi nhá. Bây giờ là anh sẽ đi giao hiệu thuốc, phải cả em đi cùng anh lại để anh mua thuốc cho cháu. Đấy, còn bác sĩ nhá, là hôm nay bác sĩ không lấy tiền khám. Ừ, bác sĩ là khám giúp gia đình nhà tính thôi nhá, bác sĩ là không lấy tiền khám. Thì anh cũng cảm ơn bác sĩ rồi. Đấy, thì bây giờ em cất giấy tờ này đi. Xong anh đi ra đây thì lấy xe em đi lên trên kia anh đưa đi mua thuốc nhá. Tất cả mua thêm một ít, tí anh mua một ít quà cho cháu nữa. Rồi, không sao rồi con ạ. Viêm phổi nhẹ thôi. Đây mọi người, bác sĩ thì cũng đã kê đơn thuốc ở đây rồi. Có anh Khánh bác sĩ ở bệnh viện thì anh vừa nói mình là khám miễn phí cho gia đình nhà em Tính. Thì bây giờ mình sẽ đưa em Tính đi mua thuốc. Sau đó là mình sẽ mua thêm cho cháu một ít sữa để cháu tầm bổ nữa mọi người ạ.
ở đây, đi vào đây anh mua thuốc cho. Bây giờ mình vào mua thuốc cho cháu. Đây tính đi vào đây đang để chị đi hướng dẫn uống như nào nhá. Không anh cũng không biết đâu. Cái này mấy tuổi rồi? 2 tuổi rồi chị ạ. Thế thì cho một gói này, với lại nếu mà sốt cao thì cho uống một gói này nhá. Khi nào hết sốt thì thôi nhá. Đây là cái thuốc hạ sốt này. Sốt lên mỗi một lần chỉ uống một gói thôi. Mà pha vào cái chén uống rượu mà em hay uống ấy. Pha nước sôi để nguội nhá. Đang chị mở ra có cái nắp đúng không? Chị hướng dẫn em lấy xong là về là em không nhớ đâu. Cái đơn thuốc này về cứ cầm trong cất đi nhá. Rồi em cho treo thuốc vào xe đi. Treo chắc vào đấy không là rơi đấy. Thì vừa rồi là mình có mua thuốc cho em là cháu nhà em tính là hết 240.000 mọi người ạ. À đấy, từ từ đấy đừng nữa. Cho em gửi cái xe đây tí nhá. Em cho cái đồ ăn của chồng rồi đấy. Đi, đi sang đây. Anh mua ít đồ, anh mua quà cho cháu. Vào đó hay là vào đi? Cả hai đi hết đây. Bây giờ mình đưa em tính vào, mình sẽ mua tặng cho em con em tính một ít đồ ở siêu thị của bạn Nắng Cao Nguyên mọi người ạ. Thôi, chào Giang Minh nhá. Ông bà chủ. Chào mọi người nhá. Vâng. Chào Tính nhá. Vâng. Thế hôm nay là tôi vừa đưa con em đi khám. Đấy em ơi vào đây. Hai mẹ con vào đây khỏi lại. Vào đây. Đi vào đây, tự nhiên đi. Đi vào đây. Hai mẹ con vào đây. Thế là hôm nay đi sáng nay mấy giờ ra đây? Mấy anh em ấy. Em Tính thì ra 8 giờ ra. Ừ. Đi khám anh quanh mất 2 tiếng. Bây giờ cũng 10 giờ rồi. Thế nào? Bé đỡ chưa? Bị viêm phổi nhẹ thôi. Hôm nay đấy đi vào cứ bảo bác sĩ mắng, có thấy bác sĩ mắng ai không? Ê, nói bảo là bao giờ lên thì sợ. Đấy. Rồi đây. Đây thì đang bảo là mua ít quà cho cháu về để tầm bổ. Ê, cháu đang 2 tuổi uống cái sữa gì cho nó hợp lý. À hay uống. Đây uống TH Chu Miu nhá. Đây vào đây ngồi em. Mua mỗi sữa để chả biết mua cái gì nữa rồi. Mấy mua thêm cái gì được nhỉ? Mua sữa không nữa à? À đấy. Vâng, chúng tôi đã cho ấy vào bánh. À bạn tặng em lấy gì? Ừ. Đây, anh có là cho anh ấy. Rồi, bánh. Mấy hộp sữa. Nó sao đi thì thôi nhỉ? Đây. Đây à? Đây chắc là tôi mua cho mấy chị em ở nhà một bánh. Ừ. Đây, về cho người cháu. Nhà đấy.
nhiều hàng quá, ngoài người ở mình tìm thì hoa hết cả mắt. Thế bạn Nắng Cao Nguyên vào đây giới thiệu cho tôi bánh nào để mua cho các cháu cho hợp lý á. Bánh nhá, các cháu ở trong đấy là con em tính thôi, con em tính. Ừ, ừ đấy, mấy cháu nhỏ nhỏ ấy. Ăn bánh mềm ấy. À, cái kẹo sữa này ăn ngon lắm. Kẹo này mình còn thích ăn này. Đây, những cái loại kẹo mềm, kẹo trái cây. Cái này cũng mềm mà. Đấy. Thế thôi thì bạn Nắng Cao Nguyên vừa tặng túi bánh rồi thì mình sẽ mua thêm hai gói kẹo nữa. Đây là anh Mạnh tặng chị nhé. Còn đây là anh Long nhé. Bao nhiêu? 113. 110 nghìn đấy. Có tí quen biết nó khác đấy mọi người ạ. Trước em Mạnh ơi, cho em về trong xóm cho sớm. Đi, để hai mẹ con đi. Đeo vào à? Hả? Đeo vào à? À không, hai vợ chồng em có xe mà. Ừ. Thì bạn Nắng Cao Nguyên đang bận nghe điện thoại rồi ạ. Thì bây giờ là mình sẽ đưa để cho hai vợ chồng tính này. À, bây giờ 10 giờ rồi thế này. Hai vợ chồng anh bảo này. Đây 10 giờ rồi nhá, thì anh mời ở đây nhá. Ăn cơm với anh với cả anh Đức luôn nhá. Giờ đi thôi. Đi bây giờ đi lên đi ăn cơm với anh luôn. Đi ăn xong rồi đi vào trong xóm nhá. Thôi em tí nữa anh ăn xong anh về trước. Đi về trước, nhà có việc gì à? Không có việc luôn, chỗ tôi không có người nấu cơm cho tôi. À, còn hai cháu ở nhà đúng không? Ai nấu cơm đúng không? Vâng. Rồi. Thì tôi đi đây, đi sang đường cho hai vợ chồng cho đồ với xe ông đi về. Vâng. Bây giờ là phải đi ụ cháu này vào chứ nhỉ? Hay là cho vào giữa bế? Vợ bế rồi. Vợ bế thôi chị. Ừ. Thế thì quấn cái chăn kín kín vào nhá, không là con ốm đấy. Không vấn đề, đi chạy phía thôi. Ở phía đi chưa? Không xuống rồi đúng không? Xe còn xăng không? Còn. Ừ. Đấy, em dắt xe xuống đường nên em hỏi cho vợ ngồi đi. Chưa nhé, tí nữa mình vào sau nhé. Ừ được rồi, tí nữa anh với Mạnh vào triển khai làm thang. Nhớ nhá, về cho con uống thuốc nhá, về cho ăn no mới được uống thuốc nhá, nhớ chưa? Vâng. Thế chiều anh vào một lần nữa xong anh hướng dẫn lại cái thuốc nhá. Vợ chồng em tính cũng đi về rồi mọi người ạ. Mình có mời em lại là ăn trưa ở ngoài huyện nhưng mà em phải về sớm để đón hai cháu nhỏ đi học về còn nấu cơm cho hai cháu ăn nữa. Thì hôm nay cũng đưa con em tính đi khám rồi. Cũng rất là may mắn là bác sĩ chỉ bảo cháu bị viêm phổi nhẹ thôi mọi người ạ. À, thì mình cũng xin phép được dừng video tại đây. Nếu mọi người thấy video hay hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.